Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Chiều nay ạ. Thì chiều nay có một số anh em cũng đi quay sự kiện của nghệ sĩ Kim Tử Tiểu Long là cô chú anh chị ơi. Giờ ở mộ chỉ còn là Bùi Hải, Ngọc Dữ Mộ, anh Khoa. Đó, chỉ còn có ba anh em thôi. Còn mấy người kia mất đi quay sự kiện rồi. Thì tối hôm qua Bùi Hải cũng có xem buổi live stream của chị Hồng Loan, thì thấy chị Hồng Loan lên sân khấu đứng hát quá là tuyệt vời luôn á cô chú anh chị ơi. Được cô chú anh chị khán giả bên nút yêu thương tặng quà lì xì, thấy thương cho chị luôn á cô chú anh chị, mừng quá trời luôn. Bùi Hải thấy vậy Bùi Hải mừng quá trời luôn. Cầu năm cũng phù hộ cho chị Hồng Loan tiếp tục đi hát lưu diễn những nơi khác cho được khán giả ông bà cô chú khán giả yêu thương và được thành công suôn sẻ giống như buổi live stream ngày hôm qua nha cậu Năm ơi. Đó, thấy chị Hồng Loan vui quá chừng luôn. À, chào hai em gái nha. Thấy chị Hồng Loan hồi tối hát live stream, trời ơi, hát khán giả tặng tiền quá chừng luôn với quà. Người ta tới người ta chụp hình, xin chụp hình cô chú khán giả bên Úc, quá trời thương chị Hồng Loan luôn. Thấy mà mình còn vui giùm cho chị Hồng Loan. Cậu cậu phù hộ cho chị sau này có đi lưu diễn ở nơi khác, bất cứ nơi nào cũng vậy, cậu phù hộ cho chị được khán giả yêu thương nè, hát hay nè. Đó, cho mọi người yêu thương chị. Hồi tối hôm qua thấy buổi live stream quá trời, khán giả rất là thương chị luôn á. Xuống kêu chụp hình chung rồi tặng quà cho chị quá chừng luôn. Đó, bây giờ lau mộ cậu. Lau mộ cậu, cậu phù hộ. Quanh tối hôm qua anh Ngọc có coi live stream của chị Hồng Loan không? Hay khán giả thương chị quá chừng luôn, chị vừa xuống sân khấu giao lưu cái khán giả tới xin chụp hình ôm chị quá chừng luôn. Mà nghe ngày mốt chị mới về hay sao á? Tiểu bang khác nữa hả? Rồi cậu độ cho chị Hồng Loan hát ở bên Úc được khán giả yêu thương quý mến, được mọi việc suôn sẻ cậu ơi. Nào chị Loan về Việt Nam, chị Loan lên thăm cậu. Bởi chị Hồng Loan đi trước ngày mà chị Hồng Loan bay qua Úc á, chị Hồng Loan lên đây nè, chị Hồng Loan khúc mà la về cậu, chị Hồng Loan có nói hỏi ba ơi ba đi về chung với con, là cậu cậu đi theo chị Hồng Loan qua bên Úc bên đó. Phù hộ độ cho chị hát được suôn sẻ mọi sự tốt đẹp. Đó, cỡ nó tiêu đó mà ta. Anh em mất đi sự kiện, còn anh em nào ở nhà với cậu thì ở, ai đi đâu rồi đi.
Hồi nãy mấy chục đứa áo đỏ luôn ha Ngọc. Mày mua mấy đứa ta? 3, 4 đứa đông lắm. Nãy tưởng đâu mấy đứa đó là fan của anh Ngọc chứ. Nãy tôi tưởng đâu fan của ông không có bộ. Thì fan của ông mới mặc áo đỏ giống đó. Ủa mấy đứa mặc áo đỏ không thấy không? Tôi tưởng tôi nói bọn trời bữa nay fan của anh Ngọc lên hay gì ta? Fan của anh Ngọc lên hay gì mà mặc áo đỏ không à? Vô ngay tem luôn, trời ơi. Đây nè. Giờ thắp nhang cho cậu coi. Hồi nãy tôi tính ghi thumbnail tiêu đề là fan của anh Ngọc phải không? Áo màu đỏ. À, áo màu đỏ y chang luôn. Tôi nói bất ngờ hôm nay fan anh Ngọc lên mộ. Đây nè là hấp nhạc. Bước xuống kìa, bước xuống kìa, chút giò đạp ly bể lắm kìa. Lao ra ngoài thôi, ừ tròn vô vậy đó. Rồi, bên kia. Chút quăng quăng bể ly bông sen cái tiêu luôn đó. À, chiều còn mấy anh em lao mộ cậu Bùi Hải ha. Lao mộ xong rồi giờ Bùi Hải thắp hương cho cậu ha cô chú anh chị. Thì cũng thấp hơn rồi đó. Thôi à, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Bà cô chú có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gọi tới cho ông bà cô chú anh chị gần xa xem ạ. Vào lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.